Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5 năm 2024, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú và ở tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai. Bà Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai. Theo Phòng Tư pháp huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bà Lê Thanh Kỳ Duyên là mẹ ruột của hai trong năm chú tiểu đã đoạt giải quán quân game show Thách thức danh hài mùa 5 năm 2018 và mùa 6 năm 2019. Mặc dù trong lý lịch tư pháp đã tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An, bà Lê Thanh Kỳ Duyên không khai tên người cha, nhưng kết quả giám định ADN khẳng định bà này là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Trước đó, ngày 19 tháng 4 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ở tỉnh Thất Bồng Lai, để điều tra về hành vi loạn luân. Trong quá trình điều tra vụ án, bà Lê Thanh Kỳ Duyên đã rời khỏi tỉnh Thất Bồng Lai và không ai biết bà đã đi đâu, nên Công an tỉnh Long An truy tìm. Trong vụ án loạn luân, bị can Lê Tùng Vân được cho tại ngoại để phục vụ điều tra, đồng thời được cho tạm hoãn thi hành bản án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, năm 2022, sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm của một số tổ chức cá nhân, đơn vị đã lấy mẫu giám định ADN đối với ông Lê Tùng Vân và 26 người đang ở nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai. Chứng cứ khoa học về di truyền đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con của mình và có con trong số những người được lấy mẫu giám định. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An thông báo những ai biết thông tin về người bị truy tìm là Lê Thanh Kỳ Duyên, ngụ tỉnh Thất Bồng Lai thì báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4 thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại 0693 609 113 hoặc 084 272 8599, điều tra viên Trần Minh Hoàng. Để theo dõi những thông tin liên quan, mời quý vị truy cập vào địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và bật nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.